Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Hồ Đức Phước chưa bị gọi tên, lộ thế lực khủng chiến với bà X. Bộ Tài chính đang bị sờ gáy mà người đầu tiên bị ông Trọng xử nặng tay nhất đó là Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý về giá với hình thức là cách hết tất cả các chức vụ trong đảng. Đây là hình thức kỷ luật rất nặng, khả năng ông Nguyễn Anh Tuấn ngồi tù rất cao. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất trong vấn đề định giá bộ kit xét nghiệm là Bộ trưởng Hồ Đức Phước thì lại chưa thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên. Giới quan sát đang xem ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò như thế nào. Ngay tại Bộ Tài chính, người ta không phải đợi những thanh củi nhánh mà cần một gốc cây to như Chu Ngọc Anh hay Nguyễn Thanh Long phải vào lò. Thế nó cháy mới được. Nếu không sở tới cấp Bộ trưởng thì ắt rất nhiều người thất vọng về cái gọi là trong sạch và vững mạnh mà Nguyễn Phú Trọng đã hô hào bao nhiêu năm qua. Đây là hình ảnh báo Việt Á thổi vào Bộ Tài chính nhưng Hồ Đức Phước không sao cả. Có nhiều nhà phân tích đã đưa ra ý kiến về thế lực của ông Hồ Đức Phước rất đáng gờm. Tờ Thời báo .d cũng đã trình bày để mọi người được rõ, không phải mà Bộ Tài chính đang chao đảo vì vụ giá kit xét nghiệm mà ông Bộ trưởng lại bình chân như vậy được. Ông Hồ Đức Phước trước đây đã từng là bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phước lên nắm chiếc ghế bí thư tỉnh giữa nhiệm kỳ chứ không phải được bầu ở Hội đồng Nhân dân vào đầu nhiệm kỳ. Người đưa ông Hồ Đức Phước lên là Phan Đình Trạc chứ không phải ai khác. Phan Đình Trạc khi đó có quan hệ với Nguyễn Bá Thanh và ông Thanh đã đề nghị ông Tổng kéo Phan Đình Trạc về làm phó cho mình. Ông Trạc về làm phó trưởng ban nội chính là cơ hội rất lớn. Ông Trạc đi để dọn đường cho Hồ Đức Phước ra trung ương. Có thể nói dù Hồ Đức Phước không có mối quan hệ trực tiếp với ông Tổng, nhưng qua trung gian Phan Đình Trạc, ông Phước có thể vẫn nhờ vả được người đang có quyền lực mạnh nhất ở đảng này. Thực ra, nói với mối quan hệ thân thiết giữa Phan Đình Trạc và Hồ Đức Phước mà bỏ quên Vương Đình Huệ là một thiếu sót cực kỳ lớn. Ông Huệ là người về với chướng ông Tổng từ trước và được ông Tổng xem là cánh tay đắc lực cùng với Nguyễn Bá Thanh. Việc đưa được Phan Đình Trạc ra trung ương, ông Huệ có công đề xuất và Nguyễn Bá Thanh tiến cử, chứ ông Tổng trước đó không quan tâm đến Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đấy là mối quan hệ tay ba khá vững chắc. Vào năm 2016, ông Hồ Đức Phước được ông Vương Đình Huệ vận động nhảy vào chiếc ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước. Vị trí này cực kỳ triển vọng và quả thật sau đó ông Hồ Đức Phước lên nắm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vị trí đứng đầu bộ máy có cơ hội rất lớn để tiếp tục bước vào Bộ Chính trị. Trước mắt có ông Phan Đình Trạc và Vương Đình Huệ sẵn sàng bảo vệ và hỗ trợ cho Hồ Đức Phước. Vậy mà ai cũng biết hai nhân vật trên đều là những người rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Xem ra sức mạnh chính trị của Hồ Đức Phước không hề nhỏ chút nào. Như vậy là bão Việt Á thổi vào Bộ Tài chính đã làm bay chiếc ghế Cục trưởng Trưởng Cục Quản lý về giá, nhưng người có trách nhiệm cao nhất của bộ này lại không sao, là có cái lý của nó. Ông Hồ Đức Phước là người thuộc vào hạng tên tuổi trong nhóm lợi ích Nghệ An. Nhóm này có dây mờ dễ má với ông Tổng nên đựng tới Hồ Đức Phước không dễ dàng. Phải vận động rất nhiều ở Bộ Chính trị buộc ông Tổng không ra tay, không được với họ thì may ra có thể thổi được chiếc ghế của Hồ Đức Phước, còn không thì đành bó tay. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc. Được biết Nguyễn Thanh Nghị đang muốn khui ra sai phạm của Hồ Đức Phước vụ trái phiếu doanh nghiệp, nhưng xem ra việc làm này của ông Nghị chưa ăn thua bởi thế lực đằng sau ông Hồ Đức Phước như thế là không hề kém cạnh thế lực nhà Nguyễn Tấn Dũng. Phan Đình Trạc là ủy viên Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa nói đến Nguyễn Xuân Thắng cũng là ủy viên Bộ Chính trị đang đỡ Hồ Đức Phước. Phe Ba Dũng chiến với phe này xem ra khó làm được gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn sắp có biến, bị ông Tổng thúc Nguyễn Văn Nên lập một nhóm để chiến. Ở Hà Nội, ông Trọng đã hạ được rất nhiều nhân vật một cách nhanh gọn, trong đó phải kể đến ông Chu Ngọc Anh. Tuy nhiên với Thành phố Hồ Chí Minh thì không dễ như vậy. Với Tất Thành Cang, ông Trọng mất đến hơn 2 năm mới đưa được ông này vào tù. Tuy ông Trọng đã hạ Đinh La Thăng một cách dễ dàng, nhưng ông Thăng không phải là dân gốc miền Nam. Quan hệ của ông Thăng ở Thành phố Hồ Chí Minh
chưa được vững thì ông đã bị đốn hạ. Còn với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vốn đã mọc rễ lâu năm thì ông Trọng đang bất lực. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang vào tù, một thành quả của ông Nguyễn Văn Nên. Điều kiện của ông Tổng đặt ra với Nguyễn Văn Nên là vào Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nguyễn Thiện Nhân thì phải làm được việc. Đó là xử lý trường hợp Tất Thành Cang. Và ông Nên đã làm được, và phần thưởng cho ông Nên là Ủy viên Bộ Chính trị sau đó 3 tháng. Điều đặc biệt là cơ quan bắt ông Tất Thành Cang không phải là Bộ Công an mà là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ việc này, ông Nên được ông Tổng Trọng đánh giá cao. Tuy nhiên, từ sau thành tích tóm Tất Thành Cang cho tới nay, ông Nên không tiến thêm được bước nào nữa. Ông Nguyễn Văn Nên đã gặp phải một nhóm đối tượng thực sự cứng cựa, không gì dễ lật được. Nguyễn Thành Phong sau khi thất hứa với ông Tổng về vấn đề đưa nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù, thì ông này đã bị ông Tổng trút giận. Việc từ chối lời van xin của Nguyễn Thành Phong được xem như cách mà ông Tổng cảnh cáo ông Nguyễn Văn Nên là chớ bất lực, chớ thất hứa với ông. Cũng phải nói rằng ông Nguyễn Văn Nên đã có chút thành tích đáng kể về nắm thành phố lớn nhất nước này, thành tích vượt trội hơn so với Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, ông Nên không làm được gì sau vụ bắt giữ Tất Thành Cang đã làm cho ông Trọng cạn dần sự kiên trì. Sức khỏe của ông Trọng thì có hạn, ngày một già hơn. Không biết ngã bệnh nay mai là việc triệt hạ nhóm lợi ích Sài Gòn thì vẫn chưa tới đâu, làm ông Trọng dường như rất nóng lòng. Dưới áp lực của ông Tổng, vào ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chính ông lại là trưởng ban. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Ban này có 15 thành viên bao gồm Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng ban; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thường trực; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban. Và nhiều các quan chức đứng đầu ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nằm trong ban này. Đây là hình ảnh liệu ban mới này do ông Nên đứng đầu có làm được gì hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Ban này lập ra quyết tâm hạ nhóm ăn đất ở Sài Gòn. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia đánh giá là rất khó hạ được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Người mà ông Nguyễn Văn Nên có thể hạ được là ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Không biết nhóm này sẽ làm được gì, và chúng ta tiếp tục theo dõi trong thời gian tới khi nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một thêm rắc rối và phức tạp.